Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 tới 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 tới 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 tới 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 tới 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 tới 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 28 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 tới 40 độ.